Khi nào bạn thực sự hạnh phúc? Đối với nhiều người, đó là lúc không phải giấu giếm những cảm xúc thật sự của mình, không phải lựa lời mà nói cho đẹp lòng người lạ, không phải lên gân làm ra vẻ trước đám đông. Đó là lúc những người bạn chuyện trò chân thành. Cả một đời, có bao nhiêu lần con người ta dám nói thật những suy nghĩ của mình? Hãy nhìn những người sống thật, họ luôn hạnh phúc và vui vẻ. Tại sao ta không tìm đến những người bạn có thể nói chuyện một cách chân thành? Phải, tôi có một người bạn như thế. Không hiểu cơ duyên nào khiến cho tôi hay gặp gỡ những người đẹp ở nhà hàng Thái Village. Chỉ khác là lần này, không cần phải bay vào phương Nam xa xôi, bởi Thái Village nằm ngay ở giữa trái tim Hà Nội. Với vị trí tuyệt đẹp bên bờ hồ Hoàn Kiếm, tự nhiên điều đó khiến ta đòi hỏi ở nhà hàng này những tiêu chuẩn cao hơn mức bình thường để xứng đáng với vị trí đắc địa bậc nhất Hà Thành của nó. Và tất nhiên, Thái Village đã không phụ sự kỳ vọng của tôi với lối bài trí kiến trúc cổ điển, sang trọng và lãng mạn, cùng với những món ăn Thái Triều Châu vô cùng quyến rũ. Giá như tôi có thể viết cho những cuốn sách về du lịch, chắc chắn tôi sẽ xếp việc ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống bên bờ hồ Hoàn Kiếm trong khi thưởng thức những món ăn mang đậm phong cách của đảo quốc sư tử tại nhà Thái Village là một trong những việc bạn phải làm khi tới Hà Nội. Nếu cần thêm một sự lựa chọn nữa, thì đó chính là thưởng thức một ly cà phê Illy theo đúng phong cách Ý, ngay trên tầng thượng lộng gió. Và tôi quả là một người may mắn khi được làm điều đó với một người đẹp nổi tiếng, Hoa hậu Việt Nam năm 1994 Nguyễn Thu Thủy. Trong số các hoa hậu của Việt Nam tính đến nay, Thủy nổi tiếng vì vẻ đẹp quý phái, cá tính mạnh và một đầu óc sắc bén. Với một người đẹp đặc biệt như vậy, tôi nghĩ Thái Village chính là địa điểm thích hợp nhất cho cuộc trò chuyện của chúng tôi hôm nay. 15 năm rồi mới gặp lại Thủy, trông vẫn như ngày xưa. Cảm ơn anh. Nhưng mà mới đây Thủy có thể nói là quay trở lại với công chúng, nhưng mà chủ yếu là trên Facebook với những cái lời phát ngôn rất là mạnh bạo, rất là khác với Thủy ở bên ngoài. Còn đấy có phải là cái hình ảnh mà Thủy muốn xây dựng trong những ngày mới này không? Facebook hay là Internet hay là các cái mạng xã hội hay các cái diễn đàn, nó là một cái thế giới ảo. Nó tạo ra cho con người ta một cái thế giới, một cái hình dung khác so với cái cuộc sống thực của mỗi người. Thế thì đến với cái thế giới ảo đấy thì mỗi người đều có một cái mục đích riêng, một cái mong muốn riêng và một cái cách thể hiện riêng. Em cũng không biết là anh gặp em 16 năm trước, 15 năm trước cho đến bây giờ thì anh có thấy khác gì không? Và với một cái... Bây giờ gặp thì không thấy khác. Tất nhiên là sẽ khác nhiều, bởi vì từng đấy thời gian những cái nhận thức của mình thay đổi rồi, những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm, những cái gì mà mình đã trải qua nó cũng làm cho mình thay đổi rất nhiều. Thế còn ở trên Facebook mình khác như thế nào so với ở ngoài thì nghĩ rằng là ai cũng thế thôi, tức là với một cái thế giới ảo đấy thì người ta có thể thoải mái, người ta thể hiện mình và người ta thử, bởi vì là không ai tức là đừng đi quá cái giới hạn thôi, chứ còn không ai hạn chế được cái sự tưởng tượng, cũng như là không ai hạn chế được cái mong muốn được thể hiện mình qua cái thế giới ảo đấy. Thế là nói một cách khác như là Thủy muốn xây dựng một hình ảnh khác, một Thủy khác ở trên Facebook đúng không? Cũng không hẳn là như thế, bởi vì là xưa nay thì em ít khi muốn xây dựng hình ảnh. Cái việc mà cái khái niệm về xây dựng hình ảnh hay là cái khái niệm về cái ý thức về bản thân đối với em thì từ 15, 16 năm nay, từ khi được hoa hậu đến bây giờ ít khi em để ý đến. Cho đến bây giờ thì tất nhiên qua quá trình mình học về marketing rồi mình làm kinh doanh, mình cũng nhìn đến những cái việc là phải đánh bóng thương hiệu, quảng bá thương hiệu, rồi làm sao để cho mọi người biết đến về mình, về cái thương hiệu của mình, về cái công việc kinh doanh của mình, và nó hỗ trợ rất nhiều. Thì chính cái việc đấy nó làm cho mình có một cái ý thức hơn. Thế nhưng mà cái hình ảnh, cái việc mà mình
thể hiện mình ở trên Facebook đấy thì nó hoàn toàn nó không liên quan gì đến cái cuộc sống, cái những cái công việc kinh doanh khác của mình, và nó là một cái cách để mình tiếp cận với cuộc sống, tiếp cận với những cái gì mà mình muốn trải nghiệm, mình muốn thử thôi. Và đấy cũng là một cái sự tự khám phá mình, xem mình cái khả năng chịu đựng mình đến đâu. Nhưng mà đối với cả một số người thì rất dễ vì xây dựng hai cái thế giới riêng, thế giới thực với thế giới ảo, nó gần như tách biệt nhau. Đấy là trong trường hợp là họ là cái người không ai biết đến. Nhưng mà đối với một hoa hậu thì người ta luôn luôn người ta gắn cái đời thực với cái cuộc sống ảo đó. Cho nên là chắc là Thủy cũng biết rồi, có những cái bài báo viết về Thủy để so sánh giữa dung và ngôn rất là khác nhau như thế ở trên đấy. Thế thì Thủy có cảm xúc như thế nào? Tại sao mà mình không dè dặt hơn khi mà xây dựng một cái thế giới ảo, mình thử nghiệm trên thế giới ảo đấy mà nó hơi khác quá nhiều so với cái cuộc sống thực của mình? Từ xưa đến nay thì em vẫn coi những cái thử nghiệm với những cái trải nghiệm của mình nó là những cái cách để mình biết về mình hơn, mình hiểu mình hơn, hoặc là mình tự xô đẩy mình đến những cái trong một cái phạm vi nhất định, nhưng mà ít nhất là mình biết được là cái khả năng của mình đi đến đâu. Thế thì tất nhiên nó sẽ có rủi ro, bởi vì bao giờ cũng thế, cái gì mà nó tròn trịa quá thì nó sẽ an toàn, nhưng cái sự an toàn thì nó đi cùng với cái sự nhàm chán và mình không thấy vui nữa. Thế thì không biết mọi người nghĩ như thế nào về mình, mọi người nghĩ như thế nào về em, tức là về một cái cô hoa hậu 16 năm rồi, tạm gọi là cựu hoa hậu. Nhưng mà em thì em không sợ lắm về cái chuyện là thay đổi hình ảnh, bởi vì thực ra thì 16 năm nay mình như thế nào thì mình vẫn thế, cũng như là anh gặp em, tức là em vẫn làm cái cô như thế, và cái cuộc sống của mình vẫn thế. Và cái quan trọng là cuộc sống thực chứ không phải là cái cuộc sống ảo. Có thể ở trên mạng có nhiều người ghét mình hơn hay là có nhiều người quý mình hơn thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái chuyện là sáng nay mình ngủ dậy mình làm những cái gì trong ngày, và mình đi ngủ tối mình về mình ngủ có ngon không. Nếu như trên mạng có nhiều người chửi mình quá hay là nhiều người quý mình hơn, cái chuyện đấy nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Thế nhưng mà nó làm cho mình hiểu biết hơn, mình nhìn nhận, mình nhìn, hiểu nhiều hơn về những cái vấn đề khác trong xã hội, về tâm lý, và nó giúp ích cho mình trong cái chuyện là mình hiểu mọi người. Thế thì đó là cái cách mà em lựa chọn. Và còn những cái bài báo thì nó là một cái câu chuyện khác của một cái cách mà một cái người tạm coi là nổi tiếng, mặc dù là đến bây giờ thì em không dám nhận là mình quá nổi tiếng nữa, được chú ý nhiều hơn. Và tức là của dư luận, của công chúng, thông qua truyền thông, qua báo chí để nhìn nhận, tức là qua cái lăng kính đấy để nhìn nhận về những cái người nổi tiếng. Thì dư luận và công chúng thì xưa nay thì thường là không công bằng ở chỗ là mình có làm 100 điều hay ho đúng đắn thì chưa chắc họ đã nhớ, và họ coi cái chuyện đấy là ngẫu nhiên, là mặc nhiên là phải như thế. Vâng. Thế nhưng mà mình chỉ làm một hai cái sai sót, cái sơ sẩy thôi thì họ sẽ nhớ, thậm chí nhớ cả đời. Và cứ bất cứ cái gì thì họ sẽ xoáy vào những cái chuyện đó. Mà đã là con người thì ai chẳng mắc sai lầm. Và thêm một vấn đề nữa, tức là báo chí thì có thể nói là lợi dụng hoặc là dùng những cái đó để câu khách, hoặc là để làm cho cái chuyện bé xé ra to, để thậm chí là bóp méo sự thật. Thì những cái việc đó thì nếu mà xét trên cái quan niệm là lấy cá nhân, tức là cá nhân tôi là một người như thế này, mà qua báo chí lại nói tôi là một người như thế này, để cho dư luận, để cho công chúng hiểu nhầm về tôi, thì cái chuyện đó đối với em, đó là theo em thì là nó là sai trái, và nó đi ngược lại những cái tạm gọi là những cái giá trị đạo đức. Bởi vì không ai, nếu mà anh là một người bình thường ở trong một xã hội ảo cũng như xã hội thật, không ai chấp nhận anh là người giả dối, không ai chấp nhận anh bóp méo sự thật và nói sai về những người khác, thậm chí lăng mạ hay xúc phạm. Thế nhưng mà nếu trên quan điểm của một cái người tạm gọi là công bằng hơn, tức là báo chí, họ có công việc của báo chí, mình là người bị chú ý thì mình là cái mục đích của họ và cái mục tiêu của họ, và thậm chí là công cụ của họ, thì mình phải chấp nhận cái cuộc chơi này. Khi mà mình chấp nhận mình
đặt mình vào trong cái hoàn cảnh này. Và công chúng thì họ là như vậy rồi, từ xưa đến nay lúc nào họ cũng thế rồi. Mình không mong mình thay đổi được công chúng, mình không mong mình thay đổi được dư luận. Và lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng không công bằng. Thì mình coi nó là một cái cuộc chơi. Và cái cuộc chơi này thì có thể nó có những cái thiệt thòi nhất định, có thể nó có những cái tai nạn nhất định, có thể nó có những cái nó làm cho mình mệt mỏi. Thực ra thì em cũng không mệt mỏi lắm, bởi vì 16 năm nay mình bị những cái chuyện như vậy rồi, mình quen rồi. Mà đến tầm này rồi thì cũng chẳng còn gì để mất nữa. Với những cái chuyện gọi là, bởi vì mình như thế nào thì bạn bè mình biết, những người xung quanh mình biết, thế là đủ rồi. Không cần thiết phải chứng minh cho cả xã hội là tôi quá tốt đẹp hay là tôi quá hay ho. Nhưng mà khi mình đã bước chân vào cái vỏ bọc hào nhoáng của một hoa hậu, hoa hậu không phải chỉ ở Việt Nam thì mới phải tuân thủ những cái nguyên tắc rất là cứng nhắc về hình ảnh, mà hoa hậu thế giới cũng vậy thôi. Khi mà bước chân vào làm một hoa hậu thì có rất là nhiều những cái nguyên tắc mình không thể phá vỡ được, thậm chí là mình phải chung sống với nó cả đời. Thế thì Thủy là cái người đầu tiên mà dám làm khác đi, mặc dù mới chỉ là trên trong thế giới ảo thôi, nhưng mà ít nhiều thì nó đã tạo ra cái gọi là scandal nhất định, đúng không? Mình cứ gọi nó là scandal đi. Thì nó ảnh hưởng thế nào đến cái cuộc sống thực của mình? Từ xưa đến nay thì chắc là chưa có một cái văn bản hay một cái quy định, một cái quy ước nào cả trên thế giới cũng như ở Việt Nam phải quy định rằng là hoa hậu thì không được giận dỗi, không được hờn giận, hay không được đôi khi to tiếng hay là nói chuyện bông đùa với bạn bè. Chỉ có những cái nguyên tắc về đạo đức hoặc là những cái nguyên tắc về hình ảnh, ví dụ như là không được làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, không được xúc phạm, không được chửi bới người này người khác, không được nói sai sự thật, không được hạ nhục và không được làm mất cái hình ảnh của mình khi mình đã được là đại diện cho một cái vẻ đẹp hay một cái nhan sắc nào đó. Thế thì khi mà ở trên Facebook hoặc là khi trên báo chí, khi mà em nói một cái vấn đề gì đó hoặc đưa ra một cái vấn đề gì đó để mọi người tranh luận, hoặc là có thể làm cho nhiều người cảm thấy nghe không thuận tai hay không xuôi tai, họ có thể họ không hài lòng, họ có thể họ không vừa lòng, họ có thể họ không đồng ý. Nhưng cái chuyện không đồng ý đó hoặc là cái chuyện không hài lòng đó, nó không đi cùng với những cái chuyện như là anh có thể không đồng ý với tôi về vấn đề này, về vấn đề kia. Anh có thể ngồi xuống nói chuyện, anh có thể ngồi xuống trao đổi, anh có thể ngồi xuống nói rằng là tôi như thế là sai, tôi như thế. Nhưng việc đó không có đồng nghĩa với việc là anh quy kết hoặc là anh đánh giá hoặc là anh mặc định rằng là tôi là người như thế này hay tôi là người như thế kia khi anh chưa biết cái gì về tôi cả. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là anh không được lăng mạ hay không được xúc phạm, hay không được đem những cái chuyện cá nhân đời tư của tôi ra để nói trên báo chí. Cái việc mà em phản ứng khá mạnh đó là chỉ vì một cái câu nói, một cái quan điểm em đưa ra. Có thể nó đúng, có thể nó sai, bởi vì là em không phải là vĩ nhân để mà em nói cái gì cũng đúng cả. Và em sẵn sàng em có ý định tranh luận với mọi người nếu như mọi người tranh luận một cách công bằng. Nhưng không ai tranh luận cả, mà sau đó họ lôi những cái chuyện cá nhân, lôi chuyện con cái, chuyện đời tư, chuyện bố mẹ, thậm chí lôi cả bố mẹ em ra để lăng mạ, thậm chí là sỉ nhục. Thì mình phải lên tiếng, bởi vì cái việc đó nó không công bằng. Mặc dù em biết là khi mà trên mạng hay là trên forum, khi trên các cái diễn đàn thì khó mà có thể đưa ra cái lý của mình hoặc đưa ra cái luật chơi lắm, bởi vì là mỗi một cái mạng, mỗi một cái diễn đàn thì có những cái đặc tính riêng, hoặc là có những cái nhóm, cái đối tượng riêng, hoặc những cái tạm gọi là cư dân riêng, họ quy định những cái đặc tính như vậy rồi, và một mình thì không thể cãi nhau với từng đấy người được. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là ai mà theo dõi Facebook của em thường xuyên thì sẽ thấy rằng là em rất là nhất quán trong những cái cách gọi là phát ngôn hoặc là nói chuyện, hoặc là những cái bài viết hoặc những cái post của em. Em không bao giờ nói chuyện chính trị. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là trong cái slogan của em ấy, trong cái thì bao giờ em cũng để, tức là cái vanity, tức là phù phiếm, tức là em tự coi rằng là đây là một cái thứ gì, cái mạng xã hội này hay bản thân mình, cái con người mình ở trên Facebook hoặc trên cái xã hội ảo này, nó là một cái thứ phù phiếm, nó không phải là cái thứ có thực, và nó chỉ tồn tại trong nhất thời thôi. Và nó là một cái sự vui vẻ. Đấy là thứ hai. Thứ ba là các cái lời nói
các cái phát ngôn đó không bao giờ em dùng để em chĩa vào một cái cá nhân nào cả. Không bao giờ mình dùng cái đó để mình hạ thấp hoặc là mình xúc phạm ai hoặc là mình nói xấu ai. Thứ tư là không bao giờ em văng tục hay là xúc phạm đến một cá nhân nào. Nếu có, chỉ là trong cái cách mình nói chuyện với những cái người bạn rất thân, bạn chơi từ hồi mà còn gọi là bạn nối khố. Và trong cái nói chuyện đó bao giờ cũng có cái tương tác. Ngôn từ trên đấy là Thủy muốn nhắm đến những cái đối tượng là bạn thân của mình. Vâng. Và đó là những cái cách mà em nói. Khi mỗi khi mình nói một cái vấn đề gì đó ra hoặc mình post một cái status lên thì đằng sau thì nó có rất là nhiều những cái tầng, nhiều rất nhiều những cái layer, rất nhiều những cái cách hiểu. Có như thể đại đa số người ta hiểu một kiểu, nhưng có những người ta thân với mình người ta hiểu một kiểu khác. Hoặc những người, có nhiều khi mình muốn gửi một cái thông điệp gì đấy, hoặc là mình muốn dùng Facebook để mình nhắn nhủ đến một ai đấy, hoặc là mình muốn nói lên một cái gì đấy, thì có nhiều cách hiểu. Và có những cái cách hiểu nó phiến diện và người ta quy kết cho mình như vậy. Thế thì làm sao để tức là mình cân bằng trong cái thế giới này, và làm sao để những cái chuyện đấy nó đừng làm mình buồn bã. Bởi vì có những ngày ví dụ như là có cả trăm người, thậm chí cả ngàn người ròng rã chửi bới, chỉ trích, thậm chí là nói những cái thứ mà mình cũng không thể hình dung ra là nó lại tồn tại. Thế thì làm sao để làm những cái việc đấy? Rồi thêm nữa là báo chí, một số những nhà báo thì họ lợi dụng cái việc này, họ khai thác những cái thông tin này, rồi họ cắt xén, họ dùng những cái đoạn này đoạn kia, rồi họ post lên và họ làm cho những cái độc giả hoặc là công chúng họ nhìn nhận về mình sai lầm đi. Thì làm sao để giải quyết những cái này? Thì có lẽ em đi theo một con đường mà ít người từ xưa đến nay họ dám đi. Thứ nhất là không bực tức. Thứ hai là không kiện cáo. Bởi vì em biết là có kiện thì cũng không bao giờ kiện được, mà nó cũng không đi đến đâu cả. Thứ ba là không thanh minh. Và thứ tư là mình dùng đúng cái cách chơi này để mình đi theo đúng như nào, như cái cách đó. Tức mình coi đây là một cái cuộc vui, mình coi đây là một cái trò đùa. Và cái trò đùa nào thì đến cuối cùng thì cái người nào biết cách đùa hơn và biết cách kiểm soát cái sự đùa đó thì người đấy tạm gọi là người chiến thắng hoặc là người chiếm trên. Là cái sự thật nó như thế nào thì nó vẫn như thế. Cũng giống như cái chuyện là một buổi sáng thứ hai đầu tuần trên một cái tờ báo mạng tạm gọi là có uy tín lại đăng một cái tin là một cái cô hoa hậu bị đuổi ra khỏi nhà, cạnh những cái tin rất là đặc biệt khác, ví dụ như là giáo sư Ngô Bảo Châu được giải Phil, hay là động đất ở hay là chiến tranh ở Iraq. Thì một cái tin như vậy thì tự bản thân họ đã tự làm cho họ hạ thấp cái hình ảnh và làm cho họ khi họ đưa một cái tin như vậy. Thế còn cái chuyện mà em có bị đuổi ra khỏi nhà thật hay không, hoặc là cái chuyện thực sự nó như thế nào thì chỉ có em biết. Và em đối diện với những cái vấn đề đó, chứ em cũng không thể lên báo hoặc là có lên báo để mong rằng mọi người, hy vọng là mọi người thông cảm với mình hơn, hay là mọi người đồng cảm với mình, hay là giúp mình vượt qua những cái khó khăn riêng trong cái cuộc sống thực của mình. Đấy là quan điểm của nhưng em. Nhưng mà Thủy lại cũng tham gia phần nào, có thể nói là cũng tham gia với cuộc chơi của những cái tờ báo lá cải đấy, đúng không? Ví dụ như cái chuyện mà Thủy vừa nói là người ta tung tin là Thủy bị đuổi ra khỏi nhà. Hình như là Thủy viết về cái chuyện đó trên Facebook trước, đúng không? Và nó gần như là một cái, theo như mình hiểu là một cái sự là cười cợt lại cái bài báo đó. Mà viết một cái status là nó trên Facebook, mà người ta chụp lấy cái đó biến thành một cái thứ tin nóng hổi. Thì có thể nói rằng là phần nào đó Thủy cũng tham gia vào cái cuộc chơi của những cái tờ báo đó, có đúng hay không? Cái cách mà như em nói, trong cái khi mà mình coi đây là một cuộc chơi mà mình không set rule, tức là mình không phải là cái người cái nguyên tắc đưa ra những cái nguyên tắc, đưa ra cái luật chơi được, mình không đề ra luật chơi được, mình không kiểm soát được người chơi, thì cách duy nhất là gì? Chơi công bằng và chơi sòng phẳng. Và mình cũng là một người chơi trong đó, mình sử dụng những cái gì mà mình nghĩ là sở trường, mình nghĩ là nó công bằng và nó đúng theo cái luật chơi để mình chơi.
chứ mình không 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 bực tức, hay là mình không kiện cáo, hay mình không đòi phải tôi không chơi nữa, hay là như thế này là không được. Mình không đem những cái chuyện đấy ra, bởi vì em biết rằng là nhất là trong cuộc sống mình không làm được những cái việc như thế. Không như những cái người nổi tiếng khác, khi mà bị những cái chuyện đấy thì bao giờ cũng hoặc là đi thanh minh. Em không muốn đi thanh minh, bởi vì là không ai lại đi thanh minh một cái chuyện tạm gọi là trên một cái thế giới ảo, bằng cái việc là giang sang một cái thế giới thực, xong rồi tung một cái hai cái bài báo bảo là chuyện này không có và chuyện kia không có. Thế thì cái đà, cái tức là cái cơn sóng, cái nó cuốn thì cái nó cuốn mình theo thì mình theo thôi. Và quan trọng là gì, mình vẫn là mình và mình chơi một cách công bằng. Thì đến cuối cùng ngã ngũ thì cái việc nó như thế nào nó vẫn thế. Ok, thì tức là Thủy làm cho những cái nhà báo đó họ nhầm lẫn thông về thông tin, đúng không? Họ bị nhiễu loạn thông tin và họ đang cung cấp cho bạn đọc những cái tin không có thực. Thì lúc đó là Thủy là một người ngồi ở phía đằng sau trong bóng tối và có thể cười khẩy và nó mắc lừa mình rồi, đúng không? Em thì cũng không cười khẩy, mà em cũng không đắc ý trong những cái chuyện như vậy. Thực sự thực ra em cũng không ghét những cái bạn nhà báo đấy. Mỗi người có một nghề, và mình coi đây là cái cuộc chơi thì họ cũng là cũng người chơi cùng với mình. Và mình cũng không đắc ý, bởi vì là mình cũng không thắng họ được cái gì cả, mình cũng không thua họ. Thì cứ coi như là cái việc nó như thế, cái chuyện nó như thế rồi. Thế nhưng mà những cái lúc mà Thủy có những cái cuộc va chạm, những cái cuộc gây hấn trên mạng, ví dụ như Web Trẻ Thơ, những cái trường hợp Thủy vừa nói rồi này, thì đó là một cái sự vô tình mà Thủy tự tạo ra một cái nguồn dư luận đấy, hay đấy là một cái sự, hay một chủ đích thực sự Thủy nghĩ thế khi Thủy nói rằng là bản thân cái đẹp cũng đã là một tài năng, đúng không? Thì đó là suy nghĩ thực, hay là đấy là Thủy nói để mà có một cái chuyện nó sẽ gây chú ý. Về cái sự cố, về cái câu nói mà báo chí, tức là khởi nguồn của cả một cái chuyện lùm xùm đó, thì thực ra nó chỉ đơn giản như thế này. Trong giới thì em thường xưa nay là em thường hay nói thẳng, và là thứ nhất. Thứ hai là em thường hay bênh vực những người mà em thấy rằng là vì họ có thể là hiền lành thì họ cũng không hiền lành đâu, nhưng họ cái khả năng để nói, để tự bảo vệ bản thân, để diễn đạt nó kém hơn. Thì trong cái chuyện mà cái câu mà em nói bản thân cái đẹp là tài năng ấy, là nó là cả một cái đoạn dài em nói để bảo vệ cho Thủy Dung, bởi vì em thấy dư luận thiếu công bằng với cô ấy quá. Đặc biệt là khi trong cái cuộc thi Hoa hậu vừa rồi, Hoa hậu Việt Nam vừa rồi, thì sau 2 năm rồi cô đã cố gắng, cô đã trải qua tất cả những cái thăng trầm như thế rồi, thì đến chuẩn bị cái cuộc thi, chuẩn bị cô lên vương miện, thì vẫn có những người vẫn nói với cô những cái câu ví dụ như là không, cô không xứng đáng, và tìm cách là hạ ấn cô ấy xuống. Thì cái việc đó nó làm em rất là bất bình, bởi vì một cái cuộc thi Hoa hậu là một cuộc thi sắc đẹp, người ta đề cao sắc đẹp, người ta tôn vinh sắc đẹp, tại sao lại cứ nhầm vào những cái chuyện ví dụ như là cô ấy học kém, hay là cô ấy chưa thế nọ, cô ấy chưa thế kia, mà cả quá trình cô đã cố gắng rất nhiều rồi. Thế thì em có nói, và cái câu đó nó chỉ nằm trong cả một cái, nếu mà ai có ở trong cái buổi phỏng vấn đó và có đọc hết thì sẽ hiểu rằng là hoàn toàn không phải em nói cái câu đó để có ý chơi trội, hay là có ý để thể hiện mình, hay là để tự nâng mình lên. Thế nhưng mà bằng cái cách là tức là giật tít rồi là cái cách mà chỉ nhấn nhá một chút, đẩy cái nọ đẩy cái kia lên, thì cái bức tranh nó hoàn toàn nó khác hẳn. Và cái phản ứng của những người xem, người đọc, của độc giả, người ta cũng không biết là em nói cái câu đó để bênh vực Thủy Dung, mà người ta chỉ nghĩ rằng là cái cô này, cô là hoa hậu, cô nghĩ rằng là cô ấy có một chút xíu thành công, thì cô ấy dùng cái chuyện đó để cô ấy tự cô nâng cô lên, và cô coi rằng cô thế này, cô coi rằng cô thế kia. Thì đấy là cái cách. Thì em cũng hiểu rằng, lại một lần nữa, nhà báo họ có việc của nhà báo, và họ làm cái đấy mình cũng không trách họ được. Công luận họ nhìn nhận cái vấn đề đấy qua cái lăng kính của nhà báo, mình cũng không trách họ được.
Như vừa rồi em có tiếp xúc với các bạn hậu trẻ, những bạn mới, đặc biệt là Ngọc Hân, Thùy Dung. Các bạn rất là trẻ, 18 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi. Các bạn rất là sợ nhà báo và hầu như là không bao giờ dám đứng ra, đặc biệt là như Ngọc Hân hay là như Thùy Dung. Là khi có nhà báo đến là có bao giờ các bạn cũng tránh, không bao giờ dám đứng ra trả lời. Và khi mà mở mồm ra nói cái gì thì rất là sợ hãi và không dám trả lời. Thế thì em cũng bảo là, tức là các bạn có tránh được cả đời không? Bởi vì nhà báo họ sẽ đi theo các bạn, và họ chỉ dình nếu mà các bạn không biết cách tự đối diện với những chuyện đó, không biết cách tự mình cải thiện cái vấn đề đó, thì đến một lúc nào đó thì, bởi vì các bạn cũng là con người, làm sao mà các bạn che được hết tất cả những lỗi của các bạn. Thì cái cách tốt nhất là mình như thế nào thì mình như thế, và mình biết cách để đối diện với vấn đề. Ví dụ như là với một cái khó khăn thì cái cách tốt nhất để vượt qua khó khăn là mình đi qua cái khó khăn đấy. Chứ mình nếu mình trốn tránh thì cũng như là kiểu con đà điểu rúc đầu xuống cát thôi. Nó không lúc này thì lúc khác thì nó cũng vấn đề nó cũng sẽ lại xuất hiện, cũng sẽ lại có lẽ vì thế mà Thủy chọn cái cách thể hiện mình rất là tự nhiên. Ngay những cái quyết định trước kia, cái quyết định bỏ học để theo ngành kinh doanh chẳng hạn cũng rất là tự nhiên. Nhưng mà cái thời đó người ta gọi đó là những cái scandal lớn nhất của các hoa hậu Việt Nam từ trước đến nay, đúng không? Bỏ đi một cái những cái gì nó sẽ phải mang lại cái chân giá trị tinh thần của một người hoa hậu để đi theo đuổi cái giấc mộng làm giàu. Đấy là trích dẫn của báo chí nói như vậy. Thì là Thủy nhớ lại cái thời gian đó, Thủy đối diện với cả cái dư luận nó như thế nào? Đến bây giờ thì tạm gọi là với những cái trải nghiệm đã qua với tuổi này rồi, thì em thấy là trong cuộc sống của em ấy, có nhiều những cái điểm mấu chốt và những cái điểm thời điểm mà mình rơi vào một cái trạng thái, tức là mình không có cái sự lựa chọn nào khác và gần như là chỉ nhắm mắt và đi thôi. Mình không có lựa chọn nào khác, mình không có cái giải pháp nào khác, mình không có lối thoát. Thế trên lưng cọp rồi. Thế thì cái lúc đấy thì em không nghĩ nhiều đâu. Khi mà em quyết định là không học ngoại giao nữa, bỏ ngang giữa chừng để đi ra nước ngoài học. Và quyết định là theo cái con đường gọi là kinh doanh. Lúc đó mình cũng không đủ như bây giờ thì mình đối diện với những cái khó khăn, hoặc là mình thậm chí đối diện với chính mình, thậm chí là đến bây giờ em vẫn còn nói đùa với bạn bè em mà đã học ngoại giao xong rồi, bây giờ đang làm ở Bộ Ngoại giao đã rất là thành đạt, là cái con đường láng mà ngày xưa mà trường ngoại giao ấy, kiểu đấy là phải đến vài năm em không dám đi qua, kể cả em đi học về rồi em cũng không dám đi qua cái con đường đấy, bởi vì nó có quá nhiều cái thứ. Bởi vì hàng ngày mình đi trên con đường đấy, mình quyết định xem là mình tiếp tục, mình làm tiếp, mình đi tiếp hay là mình rẽ ngang. Và mình biết được một cái vấn đề nữa là mình biết được toàn bộ tất cả những cái hệ quả, những cái hậu quả, những cái hệ lụy mà nó xảy ra khi mình có cái quyết định như vậy. Và cái sợ nhất là gì? Là người ta nhìn thấy trước được những cái hậu quả đấy mà người ta vẫn làm. Và làm sao để mình đối diện với những cái chuyện đó. Bây giờ ngồi nói lại với anh như thế này, những cái chuyện đấy thì nó rất là dễ dàng. Thế nhưng mà đến cái lúc đấy thì trong rất là nhiều năm là em không bao giờ em dám nhắc đến, thậm chí với cả chính mình không bao giờ mình dám nhắc đến những cái chuyện đấy. Đặc biệt là ở cái thời điểm đó, khi mà vào những cái năm 94-95, khi mà đất nước vừa mới mở cửa rồi, bản thân em cũng sinh ra trong một cái gia đình mà bố mẹ rồi từ ông bà cho đến cô dì chú bác trong họ hàng trong gia đình thì cũng rất là tôn trọng con đường học hành và đi theo những cái chuẩn tắc, những cái quy định mà nó đã được mặc định như thế rồi. Không chấp nhận rẽ ngang, không chấp nhận những cái sự theo mọi người thì là sự đổi loạn. Thế thì lúc đó, tại cái thời điểm đó thì em cứ nghĩ rằng là hy vọng rằng là lúc nào đấy mọi người sẽ hiểu và mình sẽ phải làm thế này, làm thế kia, chứng minh cho mọi người thấy rằng là mình là không làm sai. Thế nhưng mà đến cái thời điểm này, đến bây giờ khi mà em nhìn lại thì em thấy rằng là cái chuyện đúng sai nó không quan trọng. Đặc biệt là ở một vài những cái thời điểm, ví dụ như mình sinh ra những đứa con, và mình lúc đó thì mình mới hiểu bố mẹ mình hơn, và mình hiểu rằng những cái kỳ vọng của những người đi trước đối với mình như thế nào, cũng như mình đối với con cái mình như thế nào. Rồi có những lúc mình đối diện với cuộc sống, với những cái ví dụ như với cái chết
hay là với những cái mình hiểu rằng là có nhiều thứ nó không còn tồn tại mãi mãi, có những cái giá trị nó không còn như cũ nữa, thì đối với em cái sự thắng thua, cái sự mình phải chứng minh với mọi người rằng mình thế này hay thế khác không quan trọng nữa, bằng cái việc là thực sự mình cảm nhận như thế nào và mình có thoải mái, mình có hạnh phúc với những cái điều mà mình đã lựa chọn và mình đang làm không, và mình có dám đi đến cùng, có dám trung thực với bản thân để mình đi đến cùng với những cái lựa chọn đấy không. Điều đấy nó quan trọng hơn rất nhiều. Em vừa nói đến cái khái niệm con, tức là em có hai đứa con. Nhiều khi mình là người mẹ cho nên mình mong muốn rằng con mình không bao giờ vấp ngã, không bao giờ mắc lại những cái lỗi, hoặc là không bao giờ muốn con mình đau, lúc nào cũng muốn che chở, lúc nào cũng muốn bảo vệ. Thế nhưng mình hiểu được rằng ví dụ như bé con nhà em tập đi chẳng hạn, mình phải thấy là nó ngã rất nhiều lần, cứ lần nào đứng lên nó ngã thì sau mỗi lần ngã thì nó mới biết được để nó lấy thăng bằng như thế nào để nó đi tiếp được. Thì mình cũng coi cái chuyện như vậy, nó cũng như vậy, tức là nếu mình có sai lầm, nếu mình có vấp ngã thì mình mới biết được cái gì là mình muốn cái gì và mình cái hướng của mình nó đi đến đâu. Không có cái sai lầm đấy thì đâu có cái chuỗi spa Blessima bây giờ, đúng không? Vâng, nhưng mà biết đâu thì nếu như mình theo một cái con đường khác thì biết đâu bây giờ lại bà đại sứ, trở thành một cái người, một bà đại sứ hoặc là một nhà ngôn ngữ hoặc một nhà văn nào đấy, đúng không? Vẫn còn có cơ hội mà anh. Vẫn còn cơ hội để không, trở thành. Không ai cấm một doanh nhân viết văn cả, cũng không ai cấm một doanh nhân không đi làm phim cả. Nhưng mà mình vẫn cứ tò mò rằng nếu như mà Thủy vẫn theo nghiệp ngoại giao, hoặc là có thể là theo nghề gia đình, theo nghề hai cụ nghiên cứu về ngôn ngữ, thì biết đâu bây giờ thì sẽ có một Thu Thủy khác, đúng không? Nếu Thủy có nghĩ rằng là nếu Thủy làm ngoại giao nó sẽ hay hơn là một nữ doanh nhân không? Tính cách quyết định số phận. Và em nghĩ rằng là cái tính cách của một con người nó được tạo ra là do di truyền một phần, do ảnh hưởng của gia đình, do những cái nền tảng văn hóa. Và em không nghĩ rằng ở những cái thời điểm khi mình quyết định làm cái này làm cái kia, hoặc không làm cái này không làm cái kia, mà nó thay đổi đến cuộc đời của mình. Có thể hôm nay em khoác một cái áo này, khoác một cái áo khác, nhưng về bản chất em nghĩ là con người em vẫn như vậy, cuộc sống của em vẫn như vậy. Và những cái gì mà em nói với anh ngày hôm nay, những cái kiến thức mình có nó vẫn như thế thôi. Nó chỉ là ví dụ như một đại sứ, một nữ đại sứ, hay một nhà văn, hay một nhà nghiên cứu, hay là một cô hoa hậu, hay là một nữ doanh nhân, thì nó chỉ là một cái áo mình khoác lên trong một cái vai mình đóng trong một cái thời điểm nhất định nào đó. Thế còn về mặt bản chất thì con người mình vẫn thế, và nó quyết định nhiều đến cho cái cuộc sống của mình nhiều hơn là những cái mà người ngoài người ta nhìn vào hoặc người ta nhìn nhận, người ta hiểu biết về mình. Nhưng mà đã chót khoác lên người một cái áo của một hoa hậu rồi thì làm cái việc gì người ta cũng hình dung ra là một cô hoa hậu đi làm cái nghề đấy, một cô hoa hậu đi làm doanh nhân, một cô hoa hậu đi làm nhà sản xuất phim, chứ không phải là một cái người bình thường. Thì luôn luôn Thủy có sống trong một cái áp lực để mà giữ gìn cái hình ảnh của một hoa hậu trong bất cứ những công việc ngoài đời hay không? Cái năm em 18 tuổi khi mà em được hoa hậu thì cũng hồi đó thì chưa có internet, rất là may là chưa có internet, cho nên là tất cả những cái nhất cử nhất động của mình thì cũng không bị dòm ngó, bị chú ý đến như bây giờ. Mình làm rất là nhiều việc hay ho thì cũng mọi người cũng không biết, mà mình làm rất nhiều việc dở cũng không nhiều người biết, để mà đưa lên mạng, để mà ví dụ như Mai Phương Thúy chỉ đi chỉnh sửa có một tí thôi mà đến ròng rã cả tháng trời người ta đồn đại, thì một cái hắt hơi, một cái sổ mũi hay là một cái nốt ruồi ở trên người mình là cũng được chú ý. Thì cái chuyện đó, cái áp lực đó đối với các bạn hoa hậu bây giờ thì nó nặng nề hơn em rất nhiều. Thế nhưng không phải là mình không có những cái băn khoăn hoặc là những cái áp lực riêng, ví dụ như trong gia đình chẳng hạn, hoặc là có những lúc là tại vì gia đình em thì bố mẹ thì cái cuộc sống của em từ trước khi em được hoa hậu rất là khép kín, hoàn toàn em không biết đến cái gì ngoài gia đình và nhà trường.
Thế rồi khi mình tung ra, được tung ra xã hội, được tung hô, được đặt lên một một cái vị trí và được có những thứ nó là những cái giá trị thật, nhưng có những thứ nó không phải là giá trị thật, thì mình cũng bị mờ mắt và mình cũng bị ảo tưởng bởi những cái thứ đó. Thế thì đã có những lúc là em rất là hoang mang, vì mình không biết là mình là ai, không biết thực sự mình như thế nào, không biết những cái điều mà người ta nói với mình có đúng cái mình có hay không. Và ở cái thời điểm tức là mình vẫn còn đang phải gặt hái, mình vẫn còn đang phải cố gắng để mình tạo ra những cái giá trị của mình. Bởi vì từ nhỏ đến lúc 18 tuổi, những cái giá trị đó là do gia đình tạo ra. Cái dấu ấn bản thân của mình nó rất là ít. Thế nhưng mà khi mình đứng trước một cái hào quang như vậy, đứng trước cả một xã hội tung hô mình lên như thế, thì những cái giá trị nào là giá trị do chính bản thân mình tạo ra, những cái giá trị nào là giá trị vay mượn ở bên ngoài người ta gán ghép vào với mình, và mình phải sống theo nó, thậm chí có những người sống theo nó cả đời, mình đến một lúc nhận ra rằng nó không phải là mình. Thế thì cái điều mà em nghĩ là em tâm niệm quan trọng nhất là cái gì nó thực sự là mình thì nó là của mình, còn cái gì nó đến nó đi thì nó cũng, tiếng Anh nó có một câu là easy come easy go, tức là đến thì rất dễ thì đi cũng rất dễ. Thì đấy là cái mà em nghĩ rằng là em cố gắng em theo đuổi. Thế thì trong cả cái quá trình, ví dụ em kể một cái chuyện vừa rồi đi làm phim, thì sau mỗi cái chuyến buổi làm phim thì bao giờ đạo diễn hoặc là ekip làm phim cũng ngồi xuống và phỏng vấn em, bởi vì em là cái người viết kịch bản và người dẫn chuyện, là bạn cảm thấy như thế nào sau mỗi ngày, bạn thấy như thế nào. Cái nội dung phim thì chắc cũng nói qua để em biết, tức là kể về một cái cô Thủy, là một cái người sống ở thành phố, có những cái băn khoăn, có những cái trăn trở riêng, và muốn đi đến những cái miền đất khác nhau, đến tìm đến những cái người khác để mình hiểu ra được những cái giá trị cuộc sống và hiểu ra chính bản thân mình. Thế thì cái trải nghiệm của bản thân rất là quan trọng sau mỗi cái cảnh quay hoặc mỗi cái chuyện, bởi vì là phim tài liệu cho nên diễn biến câu chuyện nó không đúng theo kịch bản, mình chỉ xác định được nhân vật, tìm hiểu cốt truyện, thế còn chuyện nó đẩy đến đâu là do nhân vật và do cái hoàn cảnh nó thay đổi. Thế thì sau mỗi buổi thế thì bao giờ đạo diễn cũng hỏi, thì cái câu cuối cùng để đạo diễn hỏi em khi mà chuẩn bị đóng máy, lúc đấy ngồi ở phiên chợ Đồng Văn trong một cái buổi chiều mưa tầm tã, xung quanh mình là những người rất là xa lạ, những người dân tộc đến từ nhiều vùng đất khác nhau, nhiều văn hóa khác nhau, chắc là cũng chẳng ai biết mình là hoa hậu. Thế thì anh ấy hỏi là 16 năm trước bạn đạt vương miện hoa hậu, sau 16 năm bây giờ bạn đang làm một cái bộ phim, bạn mong hiểu những người khác, bạn có hy vọng là những người khác người ta hiểu bạn không, và bạn có mong muốn rằng những cái con người ở đây họ biết bạn là hoa hậu không, và bạn nghĩ bản thân bạn nghĩ thế nào về cái vương miện hoa hậu đấy. Thế thì em có nói một cái câu như thế này mà em rất là tâm đắc, nhưng rất tiếc là không đưa vào phim được, bởi vì cái cô Thủy ở trong phim đấy không phải là hoa hậu. Thì em có nói rằng là cái việc mà 16 năm trước tôi đạt cái vương miện hoa hậu, nó cũng giống như là hôm qua tôi đi lên trên núi tôi bẻ ngô với cái gia đình dân tộc kia, hay là sáng nay tôi đi chợ Đồng Văn. Nó chỉ là một cái chặng trong cả cái cuộc đời của tôi. Nó là có thể nó tốt, có thể nó xấu, có thể nó may mắn với nhiều người, coi đấy là một cái sự may mắn, có thể nó là một cái với nhiều người nó là những cái bước ngoặt, nhưng nó chỉ là một bước nhỏ, một viên gạch trong cả một chấm nhỏ trong cả một cái bức tranh làm nên cái con người, làm nên cái cuộc sống của tôi ngày hôm nay. Và tôi coi nó như là tất cả những cái chuyện khác, tôi không đặt nó lên quá cao để tôi kỳ vọng, và tôi cũng không vì cái chuyện đó mà tôi thay đổi cái bản thân tôi. Đấy là cái quan điểm của em đến giờ phút này về cái danh hiệu hoa hậu. Vì sao Thủy lại chọn làm phim? Nghe nói rằng là Thủy làm bộ phim này là để là vì muốn người cha hiểu rằng là Thủy vẫn còn trân trọng những cái giá trị của gia đình, hay là đây là một cái cách để bước chân vào một cái thế giới mới khác với cả cái công việc Thủy đang làm? Thực ra thì từ rất nhiều năm nay thì em theo đuổi cái con đường kinh doanh. Bản thân em nghĩ là một cái người, em là một người quyết đoán, và khi đã quyết định làm cái gì thì làm đến cùng. Bởi vậy cho nên khi mà mình kinh doanh thì và mình lựa chọn cái con đường kinh doanh thì bao giờ mình cũng có những cái mục tiêu. Chắc anh hiểu những cái chuyện đó, bởi vì anh cũng là một người làm kinh doanh. Mình bao giờ mình cũng đưa ra những cái mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn, 5 năm, 10 năm, thậm chí là lâu hơn, và mình vạch ra cho mình một cái lộ trình để mình đạt đến cái điều đó.
cách đây khoảng hơn 3 năm thì bố em có bị một cái cơn tai biến nhồi máu cơ tim. Và nếu mà chỉ chậm 20 phút là cụ sẽ mất, tức là chỉ đến chậm 20 phút. Thế thì 20 ngày trời em ở trong bệnh viện, đêm nào cũng ở bên cạnh cụ, đối diện, tức là cùng với cụ, đối diện với những cái cái chết. Và mình nhìn xung quanh mình, cái cuộc sống những người xung quanh, mình thấy cái cuộc sống nó mong manh quá. Và mình lần đầu tiên em, thực ra từ xưa đến nay em rất là sợ bệnh viện. Và em luôn luôn tránh bệnh viện và tránh đặt mình vào, phải để vào trong bệnh viện. Thế thì nhưng lần đầu tiên mình không có cái, mình phải đối diện với những chuyện đó. Có những người chỉ vừa sáng lên cười với mình thôi thì tối đã đến vào đến bệnh viện thì đã thấy họ đi rồi. Hoặc là có những cái em bé, những cái số phận, có những cái người phụ nữ, chẳng hạn như có một cô bé, cô ấy bị tim bẩm sinh, và cô ấy có thai. Và bác sĩ nói với cô ấy là cái khả năng mà cô ấy có thai và khi sinh con, tức là cái khả năng sống chỉ là 3 phần, 7 phần là chết. Và lúc đấy cô đang có thai 7 tháng, 2 tháng nữa cô ấy sinh. Cô ấy nằm cùng phòng với bố em. Thì hàng ngày cả hai vợ chồng đều làm ở một khu công nghiệp. Thì hàng ngày ở chắc là ở ngoại thành Hà Nội. Thì vợ ở đó và chồng thì đi về. Thì lương một tháng chắc chỉ được một vài triệu. Và cái ca mổ tim của cô ấy là cái chi phí nó bằng cả 2-3 năm trời hai vợ chồng tích lũy. Thế thì em có hỏi cô là thế nhiều tiền như thế và cái nguy cơ nó như thế thì có sợ không? Thì cả hai vợ chồng đều cười và nói rằng là, và cái cô ấy nói một câu rằng là em mà không sinh con thì em sống làm cái gì nữa, bởi vì làm phụ nữ, làm đàn bà thì phải sinh con chứ. Đó. Thế thì một cái cô bé chỉ 20 mấy tuổi, 21, 22 tuổi nói một cái câu về cuộc sống, nói về những cái lựa chọn trong cuộc sống của cô, nó đơn giản là như thế. Trong khi đó em nhìn lại mình, nhìn lại bố mình và mình thấy rằng mình đặt lên cho mình quá nhiều những cái gánh nặng, quá nhiều những cái thứ mà mình tự làm khổ mình. Ví dụ như mình phải thế này, phải thế kia. Trong khi đó những cái giá trị thực sự nhiều khi nó không phải là như thế, mà chỉ có những ở những cái giây phút, những cái sự quyết định sống còn như vậy thì mình mới thấy rằng những cái gì nó là đơn giản nhất, những cái gì nó là chân giá trị thực sự và những cái gì nó là những cái ảo tưởng mà mình cứ tự gán ghép hoặc bên ngoài người ta gán ghép vào cho mình. Thì sau khoảng 15 đến 20 ngày thì đến một cái buổi sáng sớm tinh mơ, khoảng 6 giờ thì bố em tỉnh dậy rất là khỏe và tự bón cháo ăn. Và sau đó thì cái câu đầu tiên bố em nói rằng là bố muốn để lại toàn bộ tất cả những cái nghiên cứu mà bố đã làm bao nhiêu năm nay lại cho con. Bố không biết là con sẽ làm cái gì với nó, nhưng mà bố tin rằng là với những cái gì con đang làm thì con có thể tiếp tục đi tiếp cái con đường của bố. Đối với một cái người làm nghiên cứu 30 năm nay, và em biết rằng là trong cái quá trình tại vì trong gia đình thì em chỉ có hai chị em thôi, em thì nó cũng không theo cái con đường của bố, theo con đường nghiên cứu của bố mẹ. Và có những lúc bố em nói, ví dụ như trong một cái giá sách, một cái nhà, một cái tầng đầy sách, một cái tháp ngà của bố em rất rất nhiều sách, bố em nói những cái câu ví dụ như là có những cái quyển sách bố nghĩ rằng là chỉ có vài người mới có, hoặc là vài người mới đọc được. Đó là những cái tài sản tri thức mà một cái người theo đuổi cái con đường nghiên cứu trân trọng đến như vậy, thì chắc chắn rằng bố em vẫn rất mong muốn là ai sẽ là cái người tiếp tục đi cái con đường đấy. Thế thì mình nhìn lại những cái chuyện đó thì lúc đó em rất là cảm động. Và em cũng chưa hình dung ra mình sẽ làm gì, nhưng mà em hiểu rằng là ít nhất là mình sẽ phải trân trọng tất cả những cái gì mà bố mình đã làm và sẽ cố làm một cái gì đó. Không cách này thì cách khác, mình sẽ không trở thành nhà nghiên cứu được, nhưng có thể là mình sẽ mang những cái đó, những cái tư liệu đó, những cái tài liệu, những cái kiến thức mà hàng bao nhiêu năm bố mình đã lưu giữ để ít nhất là để cho nó không trở thành những cái quyển sách chết bị mọt ruỗng ở trên giá sách, mà nó trở thành những cái giá trị khác để đến với mọi người. Đấy là cái mà em muốn từ cái ý đầu tiên khi mà em muốn làm cái bộ phim này. Tôi hẹn gặp Hoa hậu Thu Thủy đúng lúc cư dân mạng đang xôn xao về những phát ngôn tự do của cô trên Facebook và những người mẹ trên web trẻ thơ đồng loạt phản đối cô.
Nhưng những gì tôi hiểu được về cô ngày hôm nay chỉ là một người đàn bà yếu đuối, muốn phản kháng lại những giáo điều, những chuẩn mực dường như đã là lỗi thời. Hoa hậu Thu Thủy không phải là một cá tính mạnh mẽ, nhưng cô đủ nghị lực để sống là chính mình. Cảm ơn quý vị đã xem Nói Ra Đừng Sợ trên Fansipan TV. Hẹn gặp lại quý vị lần sau. Thì cái người đàn ông của Thủy ngày hôm nay thì Thủy mong muốn nó phải là như thế nào? Mang lại những giá trị gì cho bản thân Thủy và những đứa con của Thủy? Nó cũng không nằm ngoài những cái mẫu số chung, những cái giá trị chung đâu. Em nghĩ là như thế.